tối ngày 21 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh làm rõ vụ cảnh sát giao thông nghi dùng gậy tác động khiến anh N, sinh năm 1999, ngụ thành phố Thủ Đức phải mổ mắt. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 8, anh N điều khiển xe máy đi trên đường xa lộ Hà Nội, hướng từ thành phố Thủ Đức về thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn cách ngã tư Bình Thái khoảng 150m thì gặp chốt cảnh sát giao thông, khoảng 6 đến 7 người. Anh N chạy trong làn xe máy thì cán bộ cảnh sát giao thông vẫy vào. Lúc này, một cảnh sát giao thông khác chạy ra, dùng cây gậy điều khiển giao thông tác động trực tiếp vào mắt kính bên trái anh N đang đeo, làm vỡ mắt kính. Anh N chạy thêm một đoạn khoảng 50m thì phát hiện mắt ra nhiều máu nên quay trở lại chốt cảnh sát giao thông nhờ giúp đỡ nhưng không ai hỗ trợ. Sau đó, anh nhờ một tài xế xe ôm công nghệ đưa vào bệnh viện. Do vết thương quá nặng, anh được đưa vào bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh để mổ mắt sau 2 lần chuyển viện. Trong đơn, anh N nêu rõ, đề nghị các cơ quan xem xét tình trạng trên, làm rõ trách nhiệm của cán bộ đã gây thương tích, xử lý trách nhiệm đó và đưa ra biện pháp bồi thường thiệt hại thích đáng cho người bị hại là tôi. Đồng thời, kính mong quý cơ quan xử lý nghiêm sự việc này nhằm tránh tiếp diễn tình trạng trên gây hậu quả nghiêm trọng tiếp theo trong xã hội.